Top 2 loài động vật thuộc hàng siêu quý hiếm nhất trên thế giới mà có thể bạn chưa biết. 1. Okapi. Nếu như bạn nhìn thấy okapi lần đầu, bạn sẽ cho rằng đó là một loài vật được lai tạo giữa một chú ngựa vằn và một con hươu cao cổ. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Okapi là một loài động vật kỳ lạ được tìm thấy tại vùng rừng nhiệt đới phía Bắc và Đông Bắc nước Cộng hòa Congo. Các nhà khoa học cũng ước tính chỉ còn lại khoảng 1.000 đến 2.000 cá thể của loài động vật kỳ lạ này đang sống trong tự nhiên, song đang bị đe dọa bởi hoạt động săn bắn lấy thịt của người dân địa phương. 2. Tasi. Là một trong những loài linh trưởng nhỏ và quý hiếm nhất, loài khỉ lùng Tasi từng bị cho là đã tuyệt chủng từ năm 1921. Tuy nhiên 86 năm sau đó chúng lại một lần nữa tái xuất giang hồ. Khỉ lùng Tasi xuất hiện trên trái đất từ 45 triệu năm trước và từng phân bố rộng rãi ở nhiều khu vực trên trái đất. Tuy nhiên hiện nay loài vật này đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Nguyên nhân chủ yếu một mặt là do môi trường sống của chúng đang bị thu hẹp và nhiều loài mèo hoang dã coi chúng như con mồi để săn bắt. Top 3 sự thật thú vị về loài khỉ lùng siêu nhỏ nhất thế giới mà có thể bạn chưa biết. 1. Kích thước siêu nhỏ. Chúng được xếp vào loài khỉ lùng nhỏ nhất thế giới vì chỉ nặng bằng một quả táo. Khỉ lùng Timmy Marmoset có chiều dài không tính đuôi là 11 cm. Loài khỉ dễ thương này có cân nặng 119 gram khi trưởng thành. Khỉ lùng đuôi sóc là loài khỉ nhỏ nhất trong số các loài khỉ trên thế giới. 2. Cử chỉ hành động. Loài khỉ này được cho là có cử chỉ hành động giống loài người nhất trong giới động vật. Chúng có một đặc tính giao tiếp vô cùng độc đáo. Chúng biết phân chia lượt nói để tránh chen ngang cướp lời. Đặc tính này đậm chất giao tiếp của con người. Chúng luôn thân thiện hoạt ngôn. Việc trò chuyện theo luật đã giúp cho loài khỉ này có thể lĩnh hội được các thông tin một cách chính xác và đầy đủ nhất, đặc biệt là trong các khu rừng kém yên tĩnh. Chúng có thể duy trì các cuộc trò chuyện kéo dài tới 30 phút. Và điều này không chỉ diễn ra ở những con vốn thân quen với nhau mà còn là giữa chú khỉ xa lạ. 3. Ăn tạp. Chúng là loài ăn tạp. Thức ăn của chúng bao gồm nhựa cây, dây leo, côn trùng, nhện, mật hoa, trái cây và nhiều thứ khác.